Kem chuẩn bị đi ăn đám cưới đây. Kem đóng cho dì bóng dì út thái đồ dài nè. Kem chuẩn bị đi ăn đám cưới đây. Kem hót một bè đi cho dì bóng dì út nghe. Hót đi. Sao nữa? Ba thương con đi. Bài gì nữa Kem giới thiệu với dì bóng dì út đi, Kem thuộc bài gì nữa he? Sao mà không biết được? Kem biết, Kem nói cho dì bóng dì út nghe đi chứ. Cháu lên ba đi. Đôi giày đó của em mua cho Kem á hè. À, trên siêu thị dì bóng với dì Út trả về cho Kem hả? Hả? Rồi Kem nói cảm ơn dì bóng với dì Út đi. Nói to lên dì bóng với dì Út mới nghe. Dì bóng với dì Út ở đâu hè? Mỹ có e nữa he. Anh Năm. Với e nữa. E nữa. E nữa. E nữa. E nữa. Kem mà cũng ở bên Mỹ hả? À. Bà gì? À, có bà ngoại mà không nhắc bà ngoại bay. E nữa, dượng gì? À, nó soi gương á hả? Hả, nó đứng nó soi gương á hả? Sâu quá mà soi gương. Giờ Kem đi đâu đây he? Giờ Kem đi đâu đây he? Đi đám cưới hả? À? Xúc có dài ra mất rồi. Để đó mẹ gắn vô. Thank you.
tiền đó. Lấy cái gì đâu đâu. Dương Cân. Đi đâu Kim? Kim. Kem đi chơi đi, Kem đi chơi đi cho mẹ quay.